kịch cá. Các bạn ơi, mùi nó thơm lắm, thơm như hoa hồng. Mình ăn thử nhé. Chỉ có mỗi cá nữa đâu, là có cả rau này, bún này, cái gì đây mình quên rồi, cà rốt này, cái gì đây này, rau này, hay là rau nha các bạn. Mình ăn tiếp đây. Ê Bông à, hết rồi. Bông đang làm gì đây?